Giờ Soka thì lên đây bắn mọi người. Em về trên đây. Thành thì đứng đây quay, chứ đi theo mình thì nó bay. Bây giờ là phải chiến. Chỉ có nên Soka thôi mọi người. Ăn mấy con này chua lắm mọi người ơi. Không phải dễ đâu. Nãy Soka leo gặp ống ong nha mọi người. Hôm nay Soka phát hiện được một cây này. Cây gì thì Soka không biết. Trái này. Không dám ăn nha mọi người. Nó có mùi thơm. Thơm nhẹ. Soka mới lên đây mọi người. Ở đây mũi rất là ghê gớm. Soka hạ một con. Rồi Soka về dưới chơi với mấy anh em ở dưới mọi người. Thì mấy anh em ở dưới đang bắt hôm nay cũng vậy con. Hai cây này có luôn. Bạn bắn cây này có không? Bắn cây gần ngon hơn. Nó khô lắm mọi người. Chán lắm như vậy. Sắp đen thôi mày. Bài thôi mọi người. Anh em có mũi gừng nè. Đó, nó đeo vô nó cắn nè. Chứ không phải như mũi mình ở dưới. Nó dạng hít nè. Nè, vút nè. Đỏ tay chưa. Đó. Nó cắn mấy lỗ tai nè. Quá tiếc anh em ơi. Đi theo anh, đi theo anh. Đừng đi nữa.